Xin chào các bạn, quay lại video mới 105 shop. Thì video ngày hôm nay mình sẽ có một cái chương trình ưu đãi cho các bạn nào mà mua hàng của 105 shop nha. Các bạn thay một bộ nhôm sinh dĩa hoặc là các bạn mua một bộ nhôm sinh dĩa ở xe nha, thì mình chỉ bán với giá là 290.000 thôi. Thì các bạn mà mua nhôm dĩa mình á, là mình sẽ kết hợp nhôm sinh dĩa Red Leo cộng với lại Sendetto, hoặc là các bạn sẽ đi sen của Corona cộng với lại nhôm sinh dĩa NK. Đây các bạn, nhôm dĩa NK này, cái nhôm này, cái dĩa này, hoặc là bạn đi dĩa đen, tùy bạn sẽ lựa chọn nha. Và cái số lượng của những cái bộ nhôm dĩa này nó không còn nhiều nha các bạn, còn rất ít. Và lý do mình sell những cái bộ này là vì hồi trước kia mình nhập nhôm dĩa NK rất là nhiều nha các bạn, nhôm dĩa NK rất là nhiều, thì những cái bộ nhôm dĩa NK này nó bị lẻ sen. Bây giờ là mình sẽ kết hợp những cái sen lẻ này thành bộ để mình bán sell cho các bạn. Còn các bạn nào muốn mua là full Resto hoặc là full X1R thì giá là sẽ không thay đổi các bạn, vẫn là 400-500 nghìn. Còn những cái bộ này thì là 450, mình sell trực tiếp cho các bạn luôn là 290 nghìn nha các bạn đó. Hoặc là nhông dĩa đất leo các bạn, mình đang lẻ nhông dĩa đất leo mà sen thì không có, thành ra là mình sẽ kết hợp nhông dĩa leo với sen Corona. Thì bạn nào mà thích đi sen vàng á, thì các bạn bỏ cái sen Corona vào rất là đẹp các bạn. Còn các bạn nào thích màu đen á thì các bạn bỏ sen Resto vào. Đấy các bạn, sen Resto các bạn đó, sen Resto. Và sen của mình á là sen dày nha các bạn, sen 10 ly cho các bạn luôn, sen rất là dày đó các bạn. Các bạn nào mà có nhu cầu mua thì các bạn hãy đặt hàng vào fanpage của shop hoặc là liên hệ số điện thoại của mình là 0905 688 891 bạn đặt hàng nha. Các bạn thấy hay thì các bạn nhớ ủng hộ 105 shop. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.